Vừa rồi thì chúng ta đã được biết âm 5 và 5 là hai số đối nhau. Từ đó thì chúng ta có thể rút ra khái niệm. Hai số nguyên trên trục số mà nằm ở hai phía của điểm 0 và cách đều điểm 0 thì được gọi là hai số đối nhau. Và ở đây thì cô có một số chú ý dành cho các em. Đầu tiên là số đối của số nguyên dương là số nguyên âm. Tiếp theo ngược lại thì số đối của một số nguyên âm là số nguyên dương. Và cuối cùng số đối của số 0 là chính nó. Và bây giờ dựa vào khái niệm cũng như là chú ý mà cô vừa đưa ra thì các em hãy thực hiện ví dụ sau nhé. Tìm số đối của mỗi số sau, âm 4, âm 10 và 2020. Vậy ở đây đầu tiên ta có số âm 4. Như vừa rồi chúng ta đã được chú ý thì số đối của một số nguyên âm là số nguyên dương. Và âm 4 thì cách điểm 0, 4 đơn vị vì vậy số đối của âm 4 chính là 4 Tương tự thì số đối của âm 10 là 10 Và số đối của 2020 là âm 2020 Và tiếp theo để biết được trong các số âm 4, âm 10, 2020, số nào lớn hơn, số nào nhỏ hơn hay là số nào lớn nhất, số nào nhỏ nhất thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vào nội dung mới so sánh các số nguyên. Ở trên màn hình cô có hình ảnh của hai trục số. Bên trái là hình ảnh của trục số nằm ngang và bên phải là trục số thẳng đứng. Với trục số nằm ngang, các em hãy quan sát và trả lời câu hỏi điểm âm 3 nằm bên trái hay là phải điểm 2. Tương tự thì với trục số thẳng đứng, điểm âm 2 nằm phía dưới hay là phía trên điểm 1. Vậy với câu hỏi đầu tiên, chúng ta dễ dàng quan sát được điểm âm 3 thì nằm ở phía bên trái của điểm 2. Và tương tự, thì điểm âm 2 sẽ nằm phía dưới điểm 1. Từ hai cái câu hỏi nhỏ này thì chúng ta rút ra được kết luận. Với trục số nằm ngang thì nếu mà điểm A nằm bên trái điểm B thì số nguyên A sẽ nhỏ hơn số nguyên B. Và tương tự với trục số thẳng đứng, nếu mà điểm A nằm phía dưới điểm B thì số nguyên A sẽ nhỏ hơn số nguyên B. Và cuối cùng nếu mà chúng ta có A nhỏ hơn B thì ta có thể viết là A nhỏ hơn B hoặc B lớn hơn A. Và vừa rồi thì chúng ta đã học được cách so sánh các số nguyên khi mà các số đó được biểu diễn ở trên trục số. Và sử dụng kiến thức đó thì các em hãy hoàn thành hai ví dụ sau. Ví dụ đầu tiên biểu diễn số âm 2 và 3 ở trên trục số nằm ngang. Từ đó thì so sánh các cặp số âm 2 và 0, 3 và 0. Đầu tiên là số âm 2 thì nằm ở phía bên trái số 0 và cách số 0 2 đơn vị. Đây chính là điểm âm 2. Và tương tự đây là 3. Do âm 2 thì nằm ở phía bên trái so với 0 cho nên âm 2 nhỏ thứ 0 và tương tự 3 nằm phía bên phải so với 0 thì 3 sẽ lớn hơn 0. Như vậy ta nhận thấy âm 2 là số nguyên âm nhỏ hơn 0 và 3 là số nguyên dương thì lớn hơn 0. Vì vậy chúng ta rút ra nhận xét là số nguyên dương thì luôn lớn hơn 0 và số nguyên âm thì luôn nhỏ hơn 0. Một ví dụ tiếp theo. Các em hãy dùng ký hiệu để biểu diễn quan hệ giữa các cặp số a và b, b và c, a và c. A nằm ở phía bên trái so với B, vì vậy là a sẽ nhỏ hơn b. Tương tự thì chúng ta nhận thấy b nhỏ hơn c và a nhỏ hơn c. Và ở đây chúng ta rút ra một tính chất là nếu mà chúng ta có a nhỏ hơn b và b nhỏ hơn c thì suy ra được là a nhỏ hơn c và vừa rồi khi biểu diễn được các số nguyên ở trên trục số thì chúng ta đã so sánh được các số nguyên đó tuy nhiên trong những trường hợp mà không có trục số hay là chúng ta không biểu diễn được các số đó ở trên trục số thì chúng ta cũng có cách so sánh các số nguyên đó như sau ở đây cô có hai dạng so sánh là so sánh hai số nguyên khác dấu và so sánh hai số nguyên cùng dấu. Với hai số nguyên khác dấu thì như chúng ta vừa học ở lúc nãy là số nguyên âm thì luôn nhỏ hơn số nguyên dương. Do số nguyên âm thì nhỏ thua không, còn số nguyên dương thì lại lớn hơn không. Với trường hợp thứ hai là so sánh hai số nguyên cùng dấu. Thì đầu tiên chúng ta sẽ so sánh hai số nguyên dương. Cách so sánh hai số nguyên dương thì cũng tương tự so với việc so sánh các số tự nhiên mà chúng ta đã học ở chương 1 thì vậy là cô sẽ không nhắc lại. Trường hợp thứ hai là so sánh hai số nguyên âm. Ở đây cô lấy ví dụ là âm 200 và âm 12. Bước đầu tiên thì các em hãy bỏ dấu trừ ở cả hai số âm. Vậy hai số này sau khi bỏ dấu trừ sẽ trở thành hai số là 200 và 12. Bước thứ hai là trong hai số nguyên dương vừa nhận được, các em nhận xét số nào nhỏ hơn thì số nguyên ban đầu sẽ lớn hơn. Người ta nhận thấy là 12 thì nhỏ thua 200, vì vậy là âm 12 sẽ lớn hơn âm 200. Như vậy trong bài học ngày hôm nay chúng ta đã biết tập hợp số nguyên là tập hợp như thế nào, cách biểu diễn các số nguyên trên trục số, nhận biết được số đối của một số nguyên và cuối cùng là so sánh các số nguyên vậy bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo